Ở mùa giải mới 2024-2025, Bình Dương có dàn nội binh chất lượng như Tiến Linh, Tấn Tài, Quế Ngọc Hải, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn đưa Bình Dương trở lại thành Chelsea Việt Nam thổ nào. Sáng nay, ngày 29 tháng 8, câu lạc bộ B Bình Dương đã tiến hành buổi lễ xuất quân, ký kết hợp đồng và ra mắt trang phục thi đấu của đội cho mùa giải mới 2024-2025. Theo đó, đến thời điểm hiện tại Bình Dương gần như đã hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải 2024-2025. Năm nay, đội chủ sân Gò Đậu sẽ chinh chiến ở hai sân chơi chính là V, league và Cúc Quốc gia. Thời gian qua, đội bóng đất thủ đã có được hai chuyến tập huấn chất lượng tại Nha Trang kéo dài 15 ngày và tại Phú Thọ trong vòng 5 ngày. Trong hai chuyến tập huấn này, thầy cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có hai trận giao hữu chất lượng với Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC. Đánh giá về mùa giải mới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết Bình Dương sẽ thay đổi nhiều trong mùa bóng mới về lối chơi, thái độ thi đấu. So với các câu lạc bộ khác, Bình Dương giàu thành tích và có thể cạnh tranh với các đội mạnh khác. Chất lượng cầu thủ ở đây tôi rất hài lòng. Tôi muốn đưa cầu thủ về bản sắc như thời B. Bình Dương đã có thành tích tốt trước đây. Hiện tại, quân số của đội gần như đã ổn định với 28 cầu thủ được đăng ký cho mùa giải mới. Trong danh sách này, có 25 cầu thủ nội binh với nhiều gương mặt chất lượng như Tiến Linh, Minh Khoa, Vĩ Hảo, Tùng Quốc, Đức Trinh. Tấn Tài. Ngoài ra, đội cũng đã tiến hành đăng ký ba ngoại binh gồm Trung vệ Gianclicio cùng hai cầu thủ tấn công V kép Nem, Brazil và Abdurakhmanov, Kyrgyzstan. Nói về mục tiêu của giải đấu, Tiến Linh chia sẻ: Mùa giải năm nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn xây dựng lối chơi tập thể giúp chúng tôi có nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi nỗ lực để đạt thành tích cao nhất. Cũng tại buổi lễ này, Bình Dương cũng đã cho ra mắt những mẫu áo thi đấu mới của đội. Tại V. League 2024-2025, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục khoác lên mình những mẫu áo đấu do nhãn hàng thể thao Midor Max với thương hiệu Camito tài trợ. Đây đã là mùa giải thứ 7 liên tiếp hai bên đồng hành cùng nhau. Theo như lịch thi đấu V, League 2024 phần 2025, Bình Dương có trận đấu đầu tiên bằng chuyến hành quân đến làm khách trước Đông Á Thanh Hóa tại vòng 1, diễn ra vào ngày 14 tháng 9.